Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của điện tử Odanchi. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cái mạch báo cháy báo khói này. Thì mình đã có một bài video để phân tích trên phần mềm Proteus. Đó, thì hôm nay mình sẽ phân tích ở mạch thật. Đó, phân tích để cho các bạn xem. Các bạn có thể tìm hiểu về những IC LM358 này. Đó, thì là cái IC xử lý chính ở trong cái mạch này. Đó. Thì một số bạn cũng hỏi mình đi phân tích. Ok, thì hôm nay mình sẽ phân tích chi tiết và cặn kẽ từ phần hồi nguồn đến phần cảm biến, đó đến phần đầu ra của cái mạch này. Ok. Ok, thì đầu tiên là về phần cấp nguồn. Đó, thì cấp nguồn thì mình dùng cái củ sạc laptop này. Đó, thì mình đã có một cái mạch book áp này. Đó, để hạ điện áp từ 19V xuống 10,6V. Đó, mình có thể thay đổi điện áp qua con biến trở trong cái mạch book áp này. Đó, mình có thể thay đổi điện áp đó để cấp vào cái bộ đây, cấp vào đây. Đó, đó thì ta đầu vào này, đó thì cấp có thể cấp điện áp từ 6,5 đến 28V. Bởi vì sao? Vì đầu vào con này là con 7805, là IC của nó 7805. Đó, thì nó sẽ chịu được điện áp từ 6,5 đến 28V. Đó, thì khi mà cấp vừa vào đây ấy, thì mình khuyên các bạn là nên cấp khoảng gần 6,5. Bởi vì điện áp càng thấp thì cái con này nó hoạt động càng tốt, nó sẽ đỡ bị nóng. Còn nếu mà điện áp cấp vào đây khoảng gần 28V thì con này sẽ nóng. Đó, thì thông thường ấy thì ta sử dụng điện áp khoảng 12V là thông dụng và hợp lý. Ok, thì mình sẽ phân tích chi tiết về cái phần nguồn cấp vào này. Đấy, thì cấp vào ở đây là 16V, 10,6V đưa vào đây qua cái giác này, đi qua cái dây này. Đó, và đi qua hai con tụ này lọc nguồn đầu vào này, đi qua hai con tụ này, có đây là tụ gốm, đây là tụ hóa, lọc nguồn đầu vào này. Đó, mình lấy cái bút cho nó đỡ bị chập. Đây, hai con tụ này lọc nguồn đầu vào này, xong qua con 7805 này, 7805 đưa ra điện áp 5V qua con tụ này để lọc nguồn cho toàn bộ mạch. Đó, và cái đèn led này để báo nguồn này, và con tròn để hạn dòng này, cấp nguồn cho toàn bộ mạch. Đó, đó là cái phần nguồn. Tiếp theo ta phân tích về phần mạch chính. Thì trong mạch này có con IC màu đen này. Con IC màu đen này. Đó, con IC màu đen này là cái con IC khuếch đại thuật toán so sánh. Đó, thì nó sẽ so sánh điện áp. Đó, trong con IC này sẽ có hai bộ so sánh để so sánh điện áp của hai cái cảm biến này, đưa ra từ hai cảm biến này và xuất ra tín hiệu ở mức thấp hoặc mức cao. Trong trường hợp này sẽ xuất hiện ở mức cao để kích cho hai con transistor này thông, hai con cho người kịch này thông, và hai con này thông thì sẽ kích cho con này là con thuận nó thông, và con thuận thông sẽ kích cho con này, kích cho còi nó kêu. Đó, thì đây là nguyên lý hoạt động của nó. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích chi tiết về cái cảm biến báo khói này. Đó, đây mình sẽ demo bằng cái tờ giấy này. Thì mình cái giả sử demo tờ giấy này là khói, thì khi mà khói thì nó sẽ chặn cái tia hồng ngoại này của cái con diode này phát hồng ngoại này qua con diode thu này, con màu đen là con thu, con trắng là con phát, thì mình sẽ dip đây. Đó, thì nó sẽ chặn cái tia hồng ngoại và sẽ làm cho điện áp rơi con này sẽ tăng lên. Đó, đây thì mình đã mô phỏng, mình đã vẽ ra một tờ giấy như này. Đây, thì khi mà chặn cái tia này, chặn cái tia thì làm cho con thu này, đó là cái con màu đen này, đó nó sẽ tăng điện áp rơi, nó sẽ tăng cái điện áp lên. Đó, tăng điện áp rơi lên, mà khi con này tăng thì là VD1 tăng, thì suy ngay con V của R1 này nó sẽ giảm đi, bởi vì hai cái này cộng với nhau bằng 5V, mà con tăng đây là cộng, đây là dương nguồn này, đây là phần âm nguồn, là phần đất đây. Đó, thì con này khi điện áp rơi cho con này tăng này thì con này sẽ giảm đi, mà điện áp rơi cho con này nó giảm đi, đó thì nó thì cái đầu đưa vào so sánh này là chân trừ, mà khi điện áp rơi trên con R1 nó sẽ giảm đi, tức là điện áp rơi vào chân trừ giảm đi, thì cái phần so sánh này, cái chân cộng này, tức là điện áp so sánh mà được gửi từ qua cái con biến trở này nó vai trò là một cầu phân áp này. Đó, thì cái điện áp mà đưa từ biến trở này nó sẽ lớn hơn điện áp rơi tại chân này, thì khi này nó sẽ xuất ra một tín hiệu 5V này. Đó, thì bình thường cái điện áp rơi này trên này sẽ lớn này sẽ xuất ra mức thấp. Đó, thì sẽ không làm thông con chan, không làm thông con chan C1815 và chan nghịch này. Đó, thì còi sẽ không kêu. Đó, thì
trong trường hợp mà điện áp tại chân trừ này này nó nhỏ hơn mà nhỏ hơn tại chân cộng này thì xuất ra mức cao đó, đó là báo khoái. Đó, tiếp theo là cảm biến và nhiệt độ đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng máy hàn này mình dí vào đây. Đó. Đó, thì nhiệt độ tăng cao thì cái con đây là con cảm biến nhiệt độ này. Đây. Đây là cái con chuẩn hơn là con điện trở nhiệt âm. Đó, vì sao mà âm? Bởi vì khi mà nhiệt độ tăng cao thì nó sẽ làm cho điện trở nó giảm đi, nó ngược lại đó. Điện trở âm thì là sẽ khi điện trở tăng cao thì điện trở nó sẽ giảm đi. Đó, mà khi điện trở giảm đi, đó, đây. Mình đang mô phỏng đây, đây là con điện trở mình vừa nói đây, đây. Đó, thì khi điện trở giảm đi tức là V giảm đi này. Đó, thì Y đây nhá, mình tính này. Y này thì bằng U trên R này. Đó, khi mà điện trở giảm đi này thì U nó cũng sẽ giảm đi. Đó, thì đây suy ra này, U thì bằng Y nhân với R đúng không? Thì khi mà điện trở giảm đi này thì U này nó cũng sẽ giảm đi này. Đó. U sẽ giảm đi. U trên con này nó sẽ giảm đi. Đó. Và điện áp rơi trên con RT này nó sẽ giảm đi. Thì suy ra điện áp trên con R2 nó sẽ tăng lên. Đó thì là con VR2 này nó sẽ tăng lên. Bởi vì tổng hai con này là bằng 5V bằng con constant mà. Đó, thì khi mà điện áp rơi trên con này tăng lên nó ngược với con bên này, điện áp rơi trên con này nó giảm đi. Thì vì nhưng mà nó lại khác cái là nó đưa cái chân so sánh vào là chân cộng, trên này là chân trừ. Đó. Thì khi mà chân cộng này nó sẽ cao lên và nó thắng cái điện áp mà được tạo ra bởi cầu phân áp của cái con biến trở này. Đây. Đó thì mình cái này thì mình chưa vẽ thôi, mình cứ tượng trưng đưa vào chân trừ thì nó sẽ thắng điện áp nó được tạo ra từ cầu phân áp của con biến trở này. Đó và nó sẽ xuất ra tín hiệu ở mức cao là 5V. Tại vì chân cộng này mà lớn chân này bị xuất ra 5V mà. Đó. 5V là xuất ra 5V thì nó sẽ kích cho con transistor này thông. Và transistor này thông thì nó sẽ kích cho con transistor này thông vì con này xuất mức thông rồi thì nó kích cho con chăn nghịch này. À, chăn thuận này nó thông và sẽ làm cho cái còi nó sẽ kêu. Đó thì đây là nguyên lý. Nguyên lý báo cháy báo khói thì thực chất cái phần cảm biến này nó tiếp nhận cái nhiệt độ này và cái sự chặn này, sự chặn chặn tia này và nó sẽ biến đổi mà đưa ra cái mức điện áp. Đó, đưa ra cái mức điện áp thay đổi. Và khi thay đổi điện áp đó nó sẽ đưa vào cái IC so sánh này để so sánh điện áp đó của hai cảm biến này, so sánh và sẽ xuất ra tín hiệu ở mức cao để kích cho một trong hai con này thông. Và khi một trong hai con thông hoặc là cả hai con này thông thì ta kích cho con thuận này nó thông. Con chân cho thuận này thông. Và con này thuận này thông sẽ kích cho con này thông. Đó, đó là nguyên lý của cái mạch này. Đó, thì tiếp theo thì mình chưa nói cái con này để chống cắm, con này là con phần khối nguồn, con diode ở khối nguồn. Thì điện áp đưa vào đây thì trong trường hợp mà mình nối sai dây, ví dụ đây chân cộng này, đây chân trừ đúng không? Thì mình nối sai dây thì cái con diode này này nó có chức năng là cho điện áp một chiều đi qua. Thì nếu mà trong trường hợp mà ta cắm nhầm chân và chân cam sang bên này thì cái con diode này nó sẽ không cho dòng điện đi qua, thì để bảo vệ cho cái mạch này nó không bị cháy. Đó, thì diode này là để chống cắm ngược cực. Đó. Tiếp theo là hai con diode này thì có hai con diode này để đưa cái điện áp đưa theo một chiều để kích cho con này. Đó. Kích cho con này thông. Thì hai con này sẽ xuất ra cái tín hiệu ở mức thấp đưa cho con này cho con này thông thì cần con hai con diode này. Đó. Thứ hai là chống sự xung gọi là cái xung ngược làm hỏng cho hai con này. Đó. Đây là những con điện trở để hạn dòng đưa vào con này. Điện trở để hạn dòng đưa vào hai con này, điện trở hạn dòng đưa vào con này. Và điện trở phân áp nữa. Phân áp giữa cực B và cực C của hai con này. Đó. Để chống tự kích của hai con này nó tự thông. Đó. Ok, thì mình đã trình bày xong cái sơ đồ nguyên lý chi tiết của cái mạch cảm biến báo cháy báo khói này. Đó, thì các bạn xem video mà thấy hay, đó mà thấy bổ ích
Đó, thì các bạn cho mình một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình, để mình có những động lực để mình làm những video bổ ích và hay. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.